Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin chuyển động LHU, chương trình do kênh truyền hình trường Đại học Lạc Hồng thực hiện. Và ngay sau đây, hãy cùng với Huyền Trang điểm qua các hoạt động nổi bật của trường Đại học Lạc Hồng trong 2 tuần cuối tháng 12 vừa qua. Thưa quý vị, năm 2023, trường Đại học Lạc Hồng khép lại với hàng loạt giải thưởng tại Ngày hội Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai năm 2023. Tại sự kiện, ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho những cá nhân tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm hạng mục giải thưởng hội thi năm 2023 do tỉnh tổ chức. Trong đó, LHU tham gia 2 trên 5 hạng mục hội thi gồm 22 giải pháp tại phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập năm 2023. Qua đó, mang về 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích. 1 đề tài tham gia hạng mục sản phẩm truyền thông khoa học và công nghệ Đồng Nai và đạt giải 3. Thông qua ngày hội, với thành tích đạt được sẽ là đoàn 7 và là nguồn cảm hứng để tập thể sư phạm nhà trường nối tiếp hành trình nghiên cứu sáng tạo không ngừng, xứng đáng là điểm sáng trong phong trào nghiên cứu sáng tạo, ứng dụng tại địa phương và cả nước. Thưa quý vị, trường Đại học Lạc Hồng là một trong những đơn vị tích cực khuyến khích sinh viên khởi nghiệp, từ đó tạo ra những sản phẩm dịch vụ có giá trị cho cộng đồng và xã hội. Mới đây, trường Đại học Lạc Hồng được vinh dự gọi tên là trường học tiêu biểu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại chương trình Khởi nghiệp Quốc gia 2023 diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Cùng với đó, dự án pin nhiên liệu đa ứng dụng của nhóm sáng lập Nguyễn Thanh Sơn và Lê Phương Long đạt giải khuyến khích tại chung kết chương trình phát triển dự án Khởi nghiệp Quốc gia 2023. Dự án của giảng viên trường Đại học Lạc Hồng thuộc hạng mục các dự án có yếu tố công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo có tạo tác động xã hội, chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn, hướng tới nền kinh tế xanh. Thưa quý vị, vừa qua, trường Đại học Lạc Hồng đã tổ chức thành công buổi hội thảo khoa học nhằm kỷ niệm 20 năm thành lập ngành Hàn Quốc học trường Đại học Lạc Hồng 2003-2023. Sự kiện là dịp để tôn vinh các cá nhân, tổ chức đã đóng góp cho sự phát triển của ngành Hàn Quốc học trường Đại học Lạc Hồng trong suốt 20 năm qua. Tại sự kiện, Đại học Lạc Hồng đã cùng các nhà khoa học, nhà ngôn ngữ chia sẻ về góc nhìn trong công tác đào tạo ngôn ngữ Hàn tại Việt Nam. Sự kiện là dấu mốc quan trọng, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của giảng viên khoa Đông phương học trong nghiên cứu khoa học. Trong sự kiện, Học viện Kinh Sejong, Hội hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc tỉnh Đồng Nai và tập thể giảng viên người Hàn Quốc trao tặng gói học bổng trị giá 130 triệu đồng cho sinh viên ngành Hàn Quốc học. Thưa quý vị, LHU luôn tập trung mở rộng quan hệ quốc tế, kết nối với các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước để cùng phát triển trong công tác giáo dục, mở rộng nhiều cơ hội học tập và nghiên cứu dành cho sinh viên. Sáng ngày 22 tháng 12, trường Đại học Lạc Hồng đã có buổi đón tiếp đoàn Kaito Player Group đến thăm và làm việc. Tập đoàn mong muốn được gặp gỡ và làm việc trực tiếp với lãnh đạo nhà trường, các bạn sinh viên, đồng thời tổ chức kiểm tra lại tiếng Nhật của 14 bạn sinh viên ngành Nhật Bản học khoa Đông Phương đã đậu trong buổi phỏng vấn trực tuyến ngày 13 tháng 12 vừa qua. Bên cạnh đó, trường Đại học Lạc Hồng đã tổ chức buổi tọa đàm hợp tác giáo dục với Đại học Khoa học Kỹ thuật Nam Đài. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo hai trường mong muốn tạo những cơ hội học tập, làm việc và trải nghiệm tốt nhất dành cho sinh viên LHU. Thưa quý vị, sinh viên LHU luôn được học tập và tham gia nhiều hoạt động trong môi trường năng động, thực tế. Cùng với đó là những cơ hội học tập, trao đổi với các anh chị có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn. Cụ thể, Khoa Ngôn ngữ Anh đã tổ chức Ngày hội Văn hóa 2023 với chủ đề Winterfest dành cho các bạn sinh viên trong và ngoài trường. Chương trình được diễn ra trong không khí lạnh của Noel tại Hera Coffee. Trong không khí lễ hội, sinh viên có cơ hội tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh, nâng cao kiến thức văn hóa và quảng bá hình ảnh của bản thân. Bên cạnh đó, câu lạc bộ Logistics tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ với chủ đề chia sẻ kinh nghiệm thực tập tại các công ty Logistics. Với sự chia sẻ của ông Nguyễn Nam Hải, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Vận tải Mỹ Á đã chia sẻ về những khó khăn và cách xử lý trong quá trình thực tập. Nổi bật với cuộc thi tìm kiếm CEO Tài năng 2023 do Khoa Quản trị Kinh tế Quốc tế tổ chức, nhằm tìm ra những sinh viên có khả năng lãnh đạo, quản lý và sáng tạo trong lĩnh vực kinh doanh. Cuộc thi tìm kiếm CEO Tài năng 2023 là một hoạt động bổ ích và hấp dẫn, góp phần nâng cao năng lực và kỹ năng của sinh viên, đồng thời tạo ra một sân chơi sôi nổi và gắn kết giữa các bạn sinh viên trong nhà trường. Thưa quý vị, nhằm xây dựng một chương trình học chuẩn đầu ra với những nội dung đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và xã hội là một điều rất quan trọng trong công tác giáo dục mà LHU luôn hướng tới. Trong thời gian qua, Khoa Công nghệ Thông tin và Khoa Tài chính Kế toán đồng loạt tổ chức hội thảo ban cố vấn từ doanh nghiệp. Trong buổi hội thảo, các bên đã cùng nhau thảo luận góp ý về mục tiêu và chuẩn đầu ra các ngành, đồng thời cũng góp ý để cải tiến các hoạt động giữa các khoa và doanh nghiệp như thực tập, workshop, seminar, company tour, học bổng. Để có thể mang đến hiệu quả tốt nhất trong tương lai, các vấn đề chính gồm việc xác định rõ kỹ năng mà sinh viên cần phải có, cập nhật những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực chuyên môn, cũng như áp dụng những phương pháp giảng dạy hiện đại để nâng cao chất lượng đào tạo. Cùng với đó, Khoa Khoa học và Công nghệ Thực phẩm phối hợp cùng với Bệnh viện Đồng Nai 2 và công ty JACUL Việt Nam tổ chức hội thảo xây dựng thực đơn dinh dưỡng cho người trưởng thành. Cũng trong thời gian này, trường Đại học Lạc Hồng đã có buổi đón tiếp đoàn công tác trường Đại học Y Dược Hải Phòng đến thăm và làm việc. Trong thời gian tới, sẽ có nhiều chương trình hợp tác đào tạo giữa hai trường trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo, cùng mang lại nhiều cơ hội cho sinh viên và giảng viên nhà trường. Ngoài ra, LHU còn kết nối cùng các doanh nghiệp nhằm mở rộng nhiều cơ hội học tập và làm việc dành cho sinh viên. Gần 150 sinh viên năm 3 ngành quản trị kinh doanh thuộc khoa quản trị kinh tế quốc tế đã có một buổi tham quan thực tế tại công ty JACUL Việt Nam. Song song đó, sinh viên lớp 21TB111 và 23TB111 thuộc khoa khoa học và công nghệ thực phẩm đã có chuyến tham quan trải nghiệm học tập tại công ty Ajinomoto Việt Nam. Thưa quý vị, trong những ngày cuối năm 2023, LHU đã thực hiện 2 chuyến đi thiện nguyện với mong muốn san sẻ những khó khăn cùng với người dân và lan tỏa mùa Tết ấm no khỏe mạnh đến với các em nhỏ. Khoa Dược Đại học Lạc Hồng đã tham gia chương trình Chung sức vì sức khỏe cộng đồng 168. Tại đây, khoa đã cùng câu lạc bộ dược, y bác sĩ tình nguyện, Ủy ban nhân dân xã Đắk Tờ Kan đã thực hiện cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Đắk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông. Ngoài ra, cùng với sự hỗ trợ từ cấp mạnh thường quân trong và ngoài trường, nhóm đã trao tặng bỉm, sữa và nhu yếu phẩm cho 32 em nhỏ tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Giáo xứ Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã cùng nhau điểm qua các hoạt động nổi bật của trường Đại học Lạc Hồng trong những ngày cuối năm 2023. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng chương trình. Nhân dịp năm mới, kính chúc quý vị và các bạn an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Chương trình được thực hiện bởi kênh truyền hình trường Đại học Lạc Hồng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin của năm 2024.